cùng Dương và Lucy đi quẩy gen party hết mình cùng với công ty Lion nha. Dress code của hôm nay là trắng, đen và đỏ, nên là tụi mình đã chọn một màu đen và màu trắng đi với nhau. Hôm nay công ty của mình thì đã chuẩn bị một cái backdrop siêu to để mọi người có thể chụp hình check-in ở tại đây. Rồi sau đó chúng ta cùng lên ăn uống và quẩy hết mình với nhau. Buổi tiệc bắt đầu lúc 6 rưỡi mà tụi tôi nhìn nhầm lịch, thế là 7 rưỡi tụi tôi mới đến mọi người ạ. Hôm nay thì có mặt đầy đủ tất tần tật các talent nhà Lion, thêm cả các nghệ sĩ, các anh chị em gần xa, chơi thân với cả CEO Getly. Đây là anh CEO của tôi ngày hôm nay, đỏ chót tròn trọt luôn. Mình cảm thấy rất là may mắn vì đã được anh nhận vào mái nhà Lion và giúp đỡ mình rất là nhiều. Lúc mới vô tự ti lắm nhưng mà bây giờ thì đỡ hơn rất nhiều rồi. Mọi người làm chứng cho tôi cái này nha mọi người. Còn đây là chị cả trong công ty và cũng là một người bạn thân với cả ban nhà mình. Và cuối cùng là phần rút thăm trúng thưởng, và tôi đã rất may mắn khi được nhận một giải thưởng với trị giá là 1.000 đô. Đấy, quá là tuyệt vời, một buổi GN và tỷ quá là tuyệt vời, không thể nào một tuyệt vời hơn được nữa rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã coi clip nha. Bye bye mọi người, hẹn mọi người ở những clip sau nha.